Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát Phật giáo Đại Thừa nổi tiếng, đặc biệt phổ biến ở các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản hay Việt Nam. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được biết đến với đại nguyện thề sẽ không trở thành Phật cho đến khi tất cả địa ngục được dọn sạch. Và sự linh ứng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã được ghi nhận rất nhiều trong lịch sử. Địa Tạng Vương Bồ Tát được Phật tử khắp nơi coi là người cứu rỗi của lòng từ bi bao la, người tìm cách cứu chúng sanh bị mắc kẹt trong địa ngục. Địa Tạng Vương Bồ Tát thường được miêu tả như là một vị tu sĩ với một cây tích trượng đầu cạo cọc. Ngài mang theo tích trượng để mở cổng cửa địa ngục và một viên ngọc minh châu để xua tan bóng tối. Theo Phật giáo Đại Thừa, trong lịch sử, Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một trong sáu vị đại Bồ Tát quan trọng, cùng với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và Di Lạc Bồ Tát. Danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát có nghĩa là an nhẫn, bất động như đại địa, tu di sâu xa, kính đáo như kho tàng bí mật. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát với tấm lòng phát tâm từ bi dũng mãnh muốn cứu hết tất cả chúng sanh đang chịu khổ nạn trong địa ngục và trải qua hằng hà sa số kiếp. Có kiếp Ngài là nam, có kiếp Ngài lại là nữ, và cho đến khi thành Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài vẫn phát nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh rồi mới thành Phật. Hôm nay mình chia sẻ và giới thiệu đôi nét về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cho quý vị đồng tu cùng biết. Kính chúc quý vị đồng tu thân tâm thường an lạc, mạnh khỏe và cả đời bình an. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.